Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Phong Thủy Gia Cát. Trong video ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những ngày tốt của tháng 2 âm lịch năm 2023 năm Quý Mão. Thì chúng ta đã biết đấy, cái tháng 2 âm lịch nó khởi từ ngày 20 tháng 2 dương lịch đến ngày 21 tháng 3 âm lịch. Đó. Và ngày mùng 1 nó là ngày kỷ dậu và tháng 2 âm lịch thì nó là tháng Ất Mão là tháng đủ có 30 ngày. Đó. Thì đầu tiên bao giờ cũng vậy để chọn ra được ngày tốt thì chúng ta cũng cần loại bỏ những ngày xấu cần tránh những ngày xấu cần tránh thì bao gồm các ngày sát chủ này, ngày thụ tử, ngày nguyệt phá, ngày con nước, ngày dương công kỵ, ngày thiên địa chuyển sát, ngày tam lương và ngày nguyệt kỵ. Thì để lựa chọn ra ngày tốt thì chúng ta sẽ sử dụng đồng công trình nhật. Thì trong cái quyển sách ngày tốt toàn thư thì cũng có phần đồng công trình nhật. Thì quý vị có thể dựa vào đồng công trình nhật để chúng ta tìm ra ngày tốt. Bên cạnh đó chúng ta cũng dựa vào các cắt tinh, các không tinh và các sao chiếu đến từng ngày trong tháng để chúng ta chọn cái công việc cho được hành động thuận lợi. Đó. Thì các bạn có thể tham khảo cái quyển sách ngày tốt toàn thư để chọn cho mình những ngày tốt nhất đó bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tìm nhé sử dụng ngày tốt tuần thư để tìm ra những ngày tốt nhất thì cái cái tổng công trình nhật của tháng 2 nó rơi vào trang 42 thì các bạn có thể tham khảo bây giờ việc đầu tiên là chúng ta cũng cần phải tìm ra những ngày xấu cần tránh trong cái tháng 2 âm lịch để chúng ta tiến hành công việc cho được thuận lợi à, thì cái tháng 2 âm lịch thì bây giờ chúng ta xét này ngày cần xấu cần tránh bao gồm ngày đầu tiên là ngày sát chủ Ngày sát chủ thì trong tháng 2 nó là ngày tí Ngày tí thì chúng ta sẽ có hai ngày Là ngày 16 là ngày giáp tí Ngày tí chúng ta có 3 ngày Mùng 4 là nhâm tí này 16 là giáp tí và 28 là bính tí Thì ngày tí là ngày sát chủ thì chúng ta không dùng Tiếp theo ngày thụ tử sẽ là ngày ngày thìn Ngày thìn thì sẽ có ngày mùng 8 là ngày bính thìn Ngày 20 là ngày mậu thìn Thì hai ngày này chúng ta cũng sẽ không dùng được Tiếp đến là ngày nguyệt phá là ngày dậu Bao gồm ngày mùng 1 là ngày kỷ dậu 13 là ngày tân dậu và 25 là ngày quý dậu Thì ba ngày này cũng là ngày nguyệt phá Chúng ta nếu có làm thì chỉ có thể là phá nhà dỡ thường Hay là chặt cây đốn củi vân vân Còn lại các việc khác không nên làm Tiếp theo ngày xấu thứ ba chúng ta cần tránh Đó là ngày con nước Ngày con nước nó rơi vào ngày mùng 3, 17 và ngày 29 Mùng 3, 17 và 29 thì các bạn cũng lại bỏ những ngày này ra Ngày mùng 3 thì nó sẽ là ngày ngày tân hợi Ngày 17 thì nó là ngày ất ất xỉu và ngày 29 thì nó là ngày đi xỉu tiếp theo chúng ta loại bỏ ngày dương công kỵ dương công kỵ nó rơi vào ngày 11 hàng tháng ngày 11 thì nó là ngày kỷ mùi đó tiếp đến là ngày thiên địa chuyển sát thiên địa chuyển sát thì trong tháng này nó là ngày tân mão và ngày ất mão thì tân mão tháng này không có này ất mão là ngày mùng 7 này ngày tam nương trong cái tháng hai âm lịch thì nó sẽ bao gồm những ngày sau này Ngày tam nương bao ngày mùng 3 này, mùng 3 là ngày tân hợi này. Ngày mùng 7 thì nó sẽ là ngày ất mão này. Ngày 13 thì nó sẽ rơi vào ngày ngày uh, tân tân dậu này. Ngày 18 thì nó là ngày bính bính dần. Ngày 22 nó là ngày canh ngọ. Và cuối cùng là ngày 27, 27 nó là ngày ất hợi. Đó. Cuối cùng chúng ta xét đến ngày là ngày nguyệt kỵ. Nguyệt kỵ nó sẽ gồm có 3 ngày là mùng 5, 14 và 23. Mùng 5 14 23 thì đi chơi cũng lỗ hướng chi là đi buôn. Vậy nên là chúng ta cũng kiêng. Thì ngày mùng 5 nó sẽ rơi vào ngày ngày quý sửu. Ngày 14. 14 thì nó là ngày nhâm tuất. Và ngày 23 thì nó là ngày tân mùi. Đó. Như vậy là chúng ta đã vừa loại ra những cái ngày xấu cần tránh để chúng ta chọn ra ngày tốt. Bây giờ chúng ta sẽ cùng sử dụng cái đồng công trình nhật để chúng ta tìm ra những ngày tốt trong cái tháng 2 lịch. Thì tháng 2 lịch nó có tiết là kinh chập và xuân phân à, Trước xuân phân một ngày là tứ ly Sau kinh chập thì tam sát tại Tây Hướng thân dậu tốt, kỵ tu tạo động thổ Đó. Tháng 2 là tháng ất mão Thì nó kiến tại mão Vậy thì chúng ta bắt đầu xét từ ngày mão Thì ngày mão không nên dùng việc gì Phạm ngày này ấy, thì tổn gia trưởng Và con trai út Con cháu thì gặp ôn dịch, nghèo khổ Khóc, lóc, lớp lớp trồng chất Trong vòng 3-5 năm Xa hơn thì 9 năm À, không bị ngang trái bại vong thì à, cũng là xấu đúng không ạ và tháng 2 thì ngày mão đều là ngày đất trời chuyển sát là ngày thiên địa chuyển sát thì không nên dùng như vậy là theo đồng công thì ngày cái những ngày mão tháng 2 thì cũng không dùng được đó tiếp theo là ngày thìn ngày thìn thì không có lợi cho việc rời chỗ ở về nhà mới hôn nhân khai trương mưu chủ làm việc ngày phạm vào ngày này thì trong vòng 60 đến 120 ngày thì gia chủ bị thư kiện tổn của bại ruộng vườn mất sản nghiệp ngày giáp thìn mậu thìn thì bị sát tập nhập trung cung tức là ngày mậu thìn ngày 20 này bị sát tập nhập trung cung lại càng xấu trong 3 năm thì mất người việc cũ thì lâu ngày phát sinh ra tai hại bị nạn lửa củi xâm lấn khinh hờn đó như vậy ngày thìn ấy thì tổng công cũng nói xấu và hơn nữa là nó cũng là ngày thụ tử thì chúng ta cũng không nên dùng tiếp theo chúng ta xét ngày tỵ Ngày tị thì có vãng vong, có thiên không Đấy. Không nên động thổ Nếu tu tạo, sửa chữa thì trăm việc đều tốt Như vậy là ngày tị này này Trong tháng 2 này thì chúng ta kỵ động thổ này Kỵ động thổ Còn các việc khác thì là làm đều tốt Đặc biệt là ngày tị thì nếu hai cung cần tốn mà Nếu mà khởi tạo thì tốt Xuất hành khai trương hôn nhân nhập trạch thì cũng đều là tốt này trong đó có huỳnh la tử đàn thiên hoàng điền đường khối chữ tinh trong năm thì sinh quý tử ruộng vườn thì hưng vượng công việc thì hanh thông thuận lợi suốt đời được là tốt lành đó như vậy là cái ngày ngày tị ấy, thì chúng ta kỵ động thổ thôi còn các việc khác thì nó đều được tốt kỵ động thổ nhá thì chúng ta sẽ có ngày ngày tị chúng ta có ngày mùng chín này là ngày đinh tị và ngày 21 là ngày kỷ thị Tiếp theo chúng ta xét ngày ngọ. Ngày ngọ là chúng ta có hai ngày mùng 10 mùng ngọ và 22 là cái ngọ. Thì ngày ngọ ấy ở đồng công có nói là chỉ nên làm sinh cơ, đóng hòm hoặc xây kim tỉnh lo cho hậu sự. Còn các việc liên quan đến tu tạo hôn nhân thì không được dùng được. Dùng thì trong vòng 60 10 đến 120 ngày thì sẽ bị thư kiện tổ nhân khẩu 3 đến 9 năm thì bị sa sút một cách lạ lùng. Đó. Như vậy là ngày ngọ này chúng ta có chỉ thể có thể là gì? làm việc âm thôi còn lại việc khác không nên làm tiếp đến ngày mùi thì có hai ngày là ngày 11 là ngày kỷ mùi và ngày 23 là ngày tân mùi thì ngày mùi là trực định không lợi cho việc hôn nhân khởi tạo quan hệ về âm cung không nên làm các việc bên trong nhà sửa sang phía ngoài thì sẽ không bị không bị hại Đấy. ngày ất mùi thì bị sát tập cho trung cung này không dùng được này và các ngày mùi khác thì cũng bất lợi nói tóm lại là trong cái tháng 2 thì ngày mùi cũng cũng không được tốt tiếp theo sẽ là ngày thân ngày thân là trực chấp thì ngày thân có thiên đức có nguyệt đức nên tu tạo động thổ mai táng hôn nhân khai trương xuất hành nhập trạch thì bên đó và nó còn có huỳnh la tử đàn kim ngân khố lâu bảo tàng nó che chiếu nên trong vòng 3 đến 6 năm thì sẽ rất là vượng Đấy, thêm nhân khẩu sinh quý tử tăng điền sản và là ngày rất là tốt duy chỉ có ngày canh thân là ngày chính tứ phế thì không nên làm đó như vậy là ngày thân đấy chỉ có ngày canh thân là bị phạm chính tứ phế thôi còn lại cái ngày nhâm thân là ngày 24 này 24 là ngày nhâm thân rất là tốt tiếp theo là sẽ là ngày dậu ngày dậu để phạm ngày trực phá ngày dậu bị phạm tiểu hồng sa là bị thiên tặc không lợi về việc hôn nhân tu tạo nếu mà phạm phải những điều này thì trong vòng 60 đến 90 ngày bị thư kiện để khẩu thiệt và bị người âm làm hại bệnh gây bệnh tật và chết chóc ngày tân dậu lại phạm chính tứ phế lại càng xấu đó như vậy là ngày dậu thì chúng ta không làm được cái gì nhé tiếp theo là sẽ là ngày tuất thì sẽ có hai ngày ngày tuất sẽ có 3 ngày mùng 2 là canh tuất 14 bốn tuất và 26 là giáp tuất thì ngày tuất trực nguy nên hợp bản làm sinh cơ tức là đóng hòm sinh huyệt mã thì tốt nếu tu tạo hòm mặt thân tộc hôn nhân thì không có lợi cho con trai trưởng nói chung là ngày ngày tuất thì nó cũng không tốt thì các bạn cũng không nên dùng nó chỉ có thể là dùng làm việc âm thôi làm việc âm thì được như là đóng hòm là xây huyệt mã làm sinh cơ vân vân thì còn được nhé yeah. tiếp theo chúng ta xét ngày hợi ngày hợi ấy thì là trực thành là ngày thiên hỷ có thiên hoàng địa hoàng tử đàn ngọc đường tụ bảo nó che chiếu nên là hôn nhân khai trương xuất hành nhập trạch khởi tạo an táng gác đoàn rông trong vòng 60 120 ngày thì tấn hành tài quý được quý nhân tiếp dẫn mưu sự thì làm việc gì cũng lợi ngày tân hợi ngày quý hợi thì trong tháng cũng đó cũng là ngày những ngày tốt đó. như vậy là gì trong cái ngày hợi ấy, thì chúng ta có 3 ngày mùng 3 là tân hợi 15 là quý hợi và 27 là ất hợi thì ngày mùng 3 và ngày 27 thì phạm 18 lương như vậy chúng ta còn ngày 15 15 là ngày ngày quý hợi Tiếp theo là xét ngày tí. Ngày tí thì thị hôn nhân khởi tạo, nhập trạch, khai trương. Phạm ngày đó thì trong 3 đến 5 năm tất sẽ suy thoái về tiền của. Không tiến thêm chủ về thị phi kiện tụng và sản nghiệp bị hư hao. Như vậy là ngày tí xấu tao không dùng này. Tiếp theo là ngày Sửu. Ngày Sửu là trực khai, không lợi về việc tạo tác, sửa chữa hôn nhân, hội họp. Phạm ngày đó thì chủ về ruộng vườn, Tầm tang thì không có thu hoạch. Trong nhà thì có người sinh đẻ bị nguy bị tai nạn nước sôi lửa bỏng ngày đinh sửu quý sửu thì lại gặp sát tập nhập trung cung đinh sửu tức là ngày mùng 5 này ngày mùng 5 và ngày 29 này thì lại bị sát tập nhập trung cung này sẽ không tốt đó vậy nên là ngày xỉu chúng ta cũng sẽ không dùng và cuối cùng chúng ta xét đến ngày tiếp theo là ngày dần ngày dần ấy thì sẽ có 3 ngày mùng 6 là giáp dần 18 là bính dần và ngày 30 là ngày mậu dần thì ngày dần là ngày huỳnh sa lại có sao hoạt rượu nên đóng hòm xây huyệt mã nhưng bất lợi về việc tu tạo động thổ, hôn nhân, nhập trạch khai trương. Hơn nữa cái ngày dần ấy, trong tháng 2 lại là ngày ngũ hành vô khí, có thể làm việc bình thường, tuy không có hại nhưng mà lại không dùng thì tốt hơn. Đó. Như vậy là cái ngày dần ấy, trong tháng 2 ấy, thì chúng ta cũng sẽ không dùng được. Và nếu dùng ấy chỉ có thể làm việc âm thôi. Làm việc âm. Còn lại các việc khác không nên làm. Đó. À, như vậy là trong cái tháng 2 âm lịch thì chúng ta sẽ có 4 ngày tốt. Có 4 ngày tốt để làm được mọi việc cho được thuận lợi và may mắn. Đó đó là những ngày sau. Ngày mùng 9 là ngày đinh tị này. Ngày 21 là ngày kỷ tị. Ngày 24 là ngày nhâm thân. Và ngày 15 là ngày quý hợi. Đó đó là 4 ngày tốt nhất làm việc trong tháng 2 âm lịch. Thì quý vị có thể lựa chọn cho mình một trong những ngày tốt này để tiến hành công việc cho được hành thông thuận lợi. Thì bên cạnh đó nếu mà quý vị muốn tìm ra những cái giờ tốt thì các bạn hãy có thể tham khảo thêm quyển sách ngày tốt là thư ngày tốt là thư nhé và các bạn đến phần trang 115 này cái phần giờ tốt ấy, để các bạn tìm ra những cái giờ tốt nhất trong ngày đó cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các video tiếp theo xin cảm ơn